Kính thưa quý vị, khi chúng ta nhắc đến dân ca Nam Bộ thì không thể nào không nhắc đến một nhạc phẩm của nhạc sĩ Cao Văn Lầu. Đó không chỉ là một bản tình ca bất hủ mà đó còn là niềm tự hào của người dân Nam Bộ. Thưa quý vị, ông Cao Văn Lầu hay còn gọi là Sáu Lầu, ông sinh ngày 22 tháng 12 năm 1892 tại xóm Cái Cui, làng Chí Mỹ. Sau này thì sát nhập với làng Thuận Lễ, thành xã Thuận Mỹ, huyện Vàm Cỏ, tỉnh Long An ngày nay. Và năm 1901 thì ông theo gia đình đến Bạc Liêu để lập nghiệp, và ông ở đây cho đến hết đời. Ông mất ngày 13 tháng 8 năm 1976. Dạ Cổ Hoài Lang là một cái nhạc phẩm ông viết nói về cái tâm sự của một người vợ nhớ chồng lúc nửa đêm, mà đúng hơn là nói về tâm sự của chính người vợ ông. Theo như chia sẻ của ông để lại thì năm 28 tuổi ông lấy vợ được 3 năm nhưng mà không có con. Thưa quý vị, thì ngày xưa trong cái thời phong kiến có những cái quan niệm đó là tam niên vô tử bất thành thê, có nghĩa là vợ chồng ở với nhau 3 năm mà không có con thì chồng có quyền bỏ vợ để lấy người khác, hòng kiếm người để nối dõi tông đường. Và kính thưa quý vị, thời phong kiến thì có những quan niệm chưa đúng. Người ta quan niệm rằng là vợ chồng ở với nhau mà không có con thì lỗi là do người phụ nữ. Và lời ra tiếng vào thì rất là nhiều. Về phía gia đình ông thì nhất quyết là bắt ông phải bỏ người vợ này. Tuy nhiên là ông rất là thương vợ của mình, cho nên là ông đã chống lại cái nghiêm lệnh của gia đình và lén lút gửi vợ vào một gia đình nọ mà gia đình này rất là nhân hậu, đã cưu mang vợ chồng ông với hy vọng rằng vợ chồng ông sẽ có con và chiến thắng lại quan niệm vô cùng khắc nghiệt, lạc hậu và nặng nề của thời phong kiến. Và trong một thời gian dài, phu thê phải chịu cái cảnh đêm đông gối chiếc, cô phòng, thì tâm tư nặng trĩu u buồn, thì đêm đêm ông mượn tiếng đàn để cho vơi bớt đi cái nỗi buồn. Và ông hiểu là người vợ ông thì cũng đau buồn giống như ông. Và không lâu sau đó thì nhạc phẩm Dạ Cổ Hoài Lang được ra đời vào năm 1919. Và bởi vì ông quá nhớ thương người vợ của mình cho nên hai người đã lén lút gặp nhau. Và may mắn làm sao, một thời gian sau thì vợ ông cũng đã có thai và hạ sinh cho ông một người con. Và hai vợ chồng với ông lại được đoàn tụ. Sau đó cả hai vợ chồng đã có với nhau cả thảy là 7 người con, 5 người con trai và 2 người con gái. Ngay sau đây, thưa quý vị, chúng ta sẽ cùng đến với ca khúc Dạ Cổ Hoài Lang do phần trình bày của nam ca sĩ Lê Cường. Đêm luôn
đây. Biết bao thuở đó đây sum dày, duyên sắc cầm đừng lớn phai. Thiếp nguyện cho chàng, nguyện cho chàng đặng chữ bình an, mau trở lại gia đàng cho em nhàn hiệp đôi. Hiệp đôi.